Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp Công an thành phố Cà Mau tiến hành kiểm tra 3 địa điểm khách sạn và mời một số đối tượng đang tổ chức quảng bá sản phẩm và mua bán sản phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo đó, tại một khách sạn lớn thuộc địa bàn thành phố Cà Mau, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện Vũ Thị Hạnh, 47 tuổi, quê tỉnh Yên Bái, đang tổ chức hoạt động mua bán sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi chưa được phép của các cơ quan tổ chức theo quy định. Mở rộng kiểm tra, tại hai khách sạn khác phát hiện Bùi Văn Tùng và Nguyễn Thanh Giang cùng 25 đối tượng khác có liên quan. Quá trình kiểm tra tại các địa điểm, lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ 620 sản phẩm đồ gia dụng các loại, nghi vấn nhập lậu, không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp đơn vị chức năng tiến hành điều tra xử lý.